Trong thế giới công nghệ chạy nhanh hơn cả tên lửa Tomahawk này, lúc nào cũng vậy, các thiết bị mới liên tục xuất hiện và khi một thiết bị mới toanh vừa ra mắt, báo chí, reviewer, cả người dùng đều vây quanh và nói về thiết bị đó trong khoảng một tuần. Rồi sau đấy mọi thứ đều dần lặn đi và chờ đợi điều tương tự lặp lại với một thiết bị khác. Không ai quay lại ghé thăm những thiết bị đó nữa. Nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới công nghệ mà không phải ai cũng có khả năng hoặc nhu cầu sử dụng đồ mới. Chính vì thế trong series Look Back này, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những thiết bị cũ từ khi ra đời đến khi trưởng thành và lão hóa. Xperia Z3 cộng hay còn gọi là Z4 tại Nhật mới được Sony công bố gần đây với đầy đủ hình ảnh về thiết kế và cấu hình và cũng sẽ sớm được đưa lên kệ. Vậy thì cũng đã đến lúc chúng ta nhìn lại chiếc Xperia Z3 của năm ngoái để xem sau một năm Sony đã thay đổi gì trên người thừa kế tiếp theo của series Xperia Z. Và liệu Z3 có còn hấp dẫn được người dùng hay không? Vẫn là câu chuyện thiết kế. Điều đầu tiên tấn công vào thị giác và xúc giác của người dùng, Z3 vẫn có thể tự tin với thiết kế cao cấp của mình. Khung nhôm sần và hai mặt ép kính chặt hai bên tạo một cảm giác cứng cáp và hết sức sang trọng, thanh lịch với bản màu trắng và đứng đắn với bản màu đen. Cho dù là có hôm nay hay vài năm nữa, bạn có cầm chiếc Z3 thì chắc chắn vẫn không sợ lỗi thời. Phần viền chiếc Z3 cũng thể hiện độ bền rất tốt. Khi qua thời gian sử dụng khá dài, không ốp, chiếc Z3 của mình vẫn gần như mới. Không gặp hiện tượng móp hay xước răm giống trên các cạnh cắt kim cương của Note 4 hay iPhone 5 chẳng hạn. Còn mặt kính thì không may mắn như vậy. Mặt lưng của chiếc máy này sẽ có khả năng nứt cao nếu đánh rơi. Do một chi lý đơn giản là Z3 chỉ mỏng 7,3mm, kích thước hai mặt kính lại khá lớn và trọng lượng cũng không hề nhẹ. Nhưng nếu bạn không phải vợ đánh ghen chồng, thích cho điện thoại bay không cần cánh hay là các chuyên gia thử độ bền thì có lẽ bạn sẽ không phải lo cho chiếc Z3 của mình. Chưa kể là nếu bạn còn dùng ốp lưng và kính cường lực nữa thì bạn có thể dẹp đi hoàn toàn vấn đề này sang một bên. Hàng phím cứng quen thuộc được xếp tất cả bên cạnh phải, ngôn ngữ thiết kế thông minh và quen thuộc của Sony. Các nút bấm từ nguồn đến tăng giảm âm lượng và cả phím chụp ảnh vẫn nảy như ngày đầu và không có hiện tượng xuống cấp. Điều mình không thích về thiết kế của Sony Z3 có hai điều. Thứ nhất là hai khe loa ngoài rất dễ bị dính bụi và lông chó mèo hoặc tóc vào và rất mệt khi vệ sinh. Thứ hai là việc cổng kết nối micro USB bị đậy nắp, mỗi lần chuyển dữ liệu là phải tháo ra lắp vào khá khó chịu. Nhưng đây là điều hy hữu đối với những người ít sử dụng cổng micro USB và sạc bằng dock thì việc này sẽ không hề ảnh hưởng tới khả năng trải nghiệm. Trên chiếc Xperia Z4 mà Sony mới công bố thì máy này đã có cổng micro USB đặt lộ thiên ở cánh đáy, không cần bất cứ một sự che đậy nào mà vẫn có tiêu chuẩn chống nước IP68 cao nhất trên smartphone, rất tuyệt vời. Hãy chuyển qua phần màn hình. 5,2 inch LCD IPS độ phân giải Full HD. Nghe qua thì không có gì ấn tượng vì giờ đây Full HD đã là điều quá bình thường trên smartphone rồi. Và vào thời điểm mà Z3 ra mắt thì các đối thủ từ các hãng khác cũng đã đang dần chuyển lên Quad HD hết cả. Nhưng những gì Z3 đem lại quan trọng hơn lượng pixel dày đặc gần như không thể phân biệt là chất lượng màn hình cực kỳ tốt. Độ sáng cao, màu sắc nổi, tươi và mát. Có phần còn sáng hơn cả Z4 khi xem thông qua ảnh trên tay so sánh xuất hiện trên mạng gần đây của hai chiếc máy này. Và tính đến nay, màn hình của Z3 vẫn đứng trong top những màn hình xuất sắc nhất. Snapdragon 801, 3GB RAM, pin 3100mAh. Những con số này cho thấy Z3 vẫn đúng là một con quái vật thực sự. Cho dù bộ nhớ trong 32GB của Z3 đã được mình lấp đầy bởi game và ứng dụng, cho dù là có cả chục app đang chạy nền, cho dù là nhiều game chơi nặng cùng lúc, Z3 chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay giảm tốc độ, tạo ra hiện tượng lag giật hoặc đứng hình. Chiếc Z3 này thừa sức gánh mọi thứ bạn ném vào nó, một phần cũng do nhờ vào giao diện Timescape nhẹ nhàng và mượt mà của Sony, tận dụng tốt khả năng của phần cứng. Nhân tiện luôn đây, hãy nói về giao diện của Z3. Dựa trên Android 4.4 KitKat có tùy biến nhẹ đã được cập nhật lên Android 5.0. Timescape UI của Z3 cho bạn sự tối giản, mượt mà và sự ổn định khi có thể so sánh với cả iOS. Nhưng đây cũng là điểm trừ, vì Z3 gần như không có bất kỳ tính năng thông minh nào mà bạn thường thấy trên LG hay Samsung. Bạn không có điều khiển thông minh bằng mắt, bạn không có khả năng khua tay qua lại để chuyển ảnh, cũng không có lật úp để tắt chuông, không có cảm biến vân tay, không có cảm biến hồng ngoại. Nói chung là giao diện của Z3 chỉ có đúng những thứ mà bạn nhìn thấy trước mắt. Vì vậy nếu bạn là người thích màu mè thì chắc chắn bạn đã không sở hữu một chiếc Z3. Còn với mình, người yêu cầu cao sự ổn định và tốc độ thì đây là tất cả những gì mình cần.
và thứ duy nhất mình cảm thấy nhớ khi sử dụng Z3 là cảm biến hồng ngoại. Thứ mà mình thường dùng để đi phá phách siêu thị điện máy hay đầu ca cộng của các quán cà phê bóng đá. Nhưng mình sẵn sàng hy sinh cái tính năng này để đạt được trải nghiệm mượt mà. Hai thứ tuyệt vời nhất của Z3 trong đó có khả năng căn chỉnh cân bằng trắng của màn hình và khả năng chạm hai lần vào màn hình khóa để bật máy. Và qua một thời gian dài sử dụng thì mình có để ý là khả năng chạm hai lần vào màn hình khóa chỉ được kích hoạt khi bạn chạm diện tích lớn của đầu ngón tay. Nếu chỉ chạm hờ thôi thì khả năng cao sẽ không có tác dụng. Điều này có thể khiến bạn mất một chút thời gian để làm quen, nhưng nó cũng giúp cho bạn tránh kích hoạt nhầm khi đặt máy trong túi quần. Loa ngoài luôn là điều tuyệt vời nhất khi mình sử dụng Z3. Âm lượng lớn, kẻ chín lạng thằng 1 cân khi so với HTC One M8. Chỉ thua lượng bass khủng khiếp của ông chùm HTC mà thôi. Độ chi tiết cũng rất đáng khen. Hiệu ứng vòm lúc chơi game rất thích tai. Mình là người yêu thích âm nhạc và thường xuyên bật nhạc max volume mỗi khi về nhà, vứt máy trên mặt bàn và bắt đầu làm việc. Vậy nên loa ngoài tốt là điều mình yêu cầu rất cao ở một smartphone, và Z3 chắc chắn đã làm được điều này. Khả năng chống nước cũng là một tính năng đáng giá nếu bạn muốn khoe khoang với bạn bè bằng cách ném chiếc Z3 vào nồi lẩu hay dội cốc trà đá đang uống vào chiếc máy thân yêu. Nhưng mà đừng, tính năng chống nước trên smartphone, nhất là những smartphone thời trang như Z3, chỉ chủ yếu dùng để đề phòng rủi ro, chứ không phải để thường xuyên đem ra thử nghiệm. Đừng để máy của bạn ngâm trong nước quá nóng hoặc quá lạnh. Điều này sẽ làm phần khung kim loại, mặt kính và gioăng cao su giãn nở không đều nhau, và nước sẽ lọt vào các phần linh kiện bên trong. Mình đã chứng kiến không ít bạn bè gặp phải những sự trớ trêu bên trên. Hãy nói về camera. Thật lòng, mình chưa bao giờ là fan của camera trên dòng Xperia Z. Mặc dù với số chấm cao và nhiều chế độ tùy chỉnh phong phú, nhưng điều mình quan trọng nhất đó là khả năng thể hiện màu sắc và chi tiết ảnh thì Z3 đã làm không tốt chỗ nào. Nếu chỉ nói về chế độ auto thì màu sắc từ ảnh của Z3 thường có gam màu khá lạnh, thiếu sức sống. Ảnh thường tối hơn thực tế khi chụp ở nơi có nhiều ánh sáng phức tạp, và đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng, nhiễu sẽ xuất hiện khá nhiều. Còn nếu bạn biết tận dụng các chế độ chỉnh tay thì chất lượng ảnh sẽ được cải thiện đáng kể. Dung lượng pin trên Z3 lên đến con số 3100mAh. Cho một máy với kích thước màn hình 5,2 inch thì đây là một con số không hề nhỏ. Cân nhắc độ mỏng của chiếc máy này chỉ có 7,3mm. Mà tính đến nay thì có thể nói chưa có nhiều flagship của các hãng khác vượt qua mặt được Z3 về thời lượng sử dụng pin. Trong đó có thể kể đến cả Galaxy S5, Galaxy S6, Note 4, LG G3 hay HTC One M8, thậm chí là cả iPhone 6 Plus. Thời gian on screen của Z3 có thể dễ dàng lên đến 7 tiếng, và đây cũng là một trong những điều khiến người dùng Z3 nên cảm thấy tự hào. Tính đến tháng 6 năm 2015 thì Z3 chính hãng đang có giá khoảng 15 triệu đồng, vẫn khá cao cho siêu phẩm 1 năm tuổi. Chính vì vậy nhiều người đã tìm đến Z3 sách tay Nhật với mức giá chỉ hơn một nửa hàng chính hãng và khoảng 8 triệu đồng. Và những ngày này Z3 đã và đang tạo nên những cơn sốt cho toàn bộ cộng đồng công nghệ. Như chúng ta thấy, Sony đã gần như không nâng cấp gì nhiều trên chiếc Z3 so với Z2. Nhưng nhờ lượng fan đông đảo, thiết kế đẹp, sang trọng và trải nghiệm mượt mà, dễ chịu đã khiến cho Z3 và cụ thể là Z3 sách tay Nhật đã và đang hấp dẫn rất nhiều người dùng. Với những gì Z3 đang có hiện tại, mình nghĩ chắc chắn chiếc máy này sẽ còn lâu mới giảm độ hot. Vừa rồi là số thứ 2 của series video Lookback. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích thì đừng quên bấm like thật nhiệt tình. Nếu chưa đăng ký thì hãy bấm luôn cái nút subscribe bên dưới để tiếp tục theo dõi các video sau này. Xin chào và hẹn gặp lại!